đám tội phạm giao dịch hàng trắng. Anh này cầm cái gậy bóng chày, sau đó đi thẳng tới cái kho băng đảng xã hội đen đang giao dịch ma tói. Anh đạp cửa ra, mặc kệ đồng đội đang mai phục ở gần đó ngăn lại, rồi tỏ ra một vẻ mặt chẳng thèm để tâm. Sau đó lao thẳng vào đám xã hội đen đang giao dịch. Ở đây có fan của LG Twins không? Nửa đêm nhất định phải có ai đó xem thi đấu chứ. Đứng sang một bên đi. Sau một màn chào hỏi không thể đặc biệt hơn. Không có à? Thế bắt đầu. Thế mà một người lại đánh được cả chục thanh niên đầu gấu. Và đối diện với tay cầm đầu chuẩn bị bỏ chạy, lại vô cùng bình thản ném qua bên đó một con dao. Sau đó chân tình nói rằng hắn ta hãy dùng dao tự đâm mình. Thế nhưng khi hắn ta chuẩn bị dùng dao để tấn công anh, thì anh ta lại cầm khẩu súng ra bắn về phía hắn ta. Trời ơi, thật là một người chẳng ai hiểu được. Anh ta tên Lee Jung Jin, lúc đi học ngày nào cũng chỉ ăn mỗi bánh mì, mà sau đó đã có được học bổng du học ở trường đại học Kansas. Trong thời gian học còn được FBI nhận vào ban nghiên cứu tâm lý tội phạm, nhưng sau này bởi vì thường xuyên sử dụng bạo lực với phạm nhân nên bị ép thôi việc. Sau khi về nước, anh đảm nhận vị trí phân tích tội phạm của phòng cảnh sát Seoul, nhưng người đàn ông này vẫn không chịu thay đổi. Từ đầu tới cuối vẫn đối xử với tội phạm bằng cách uy hiếp, bạo lực, trói tay, tra hỏi. Bằng những biện pháp nghề nghiệp đó, anh đã tạo ra những chiến tích cá nhân huy hoàng nhất đội, đó là bị cảnh cáo 12 lần, 5 lần trừ lương. Điều này khiến Jung Jin khéo chẳng có bánh mì mà ăn. Anh bị cho tạm thôi việc 4 lần, thậm chí còn bởi vì có khuynh hướng bạo lực nên từng bị điều trị tâm lý trong suốt 6 tháng. Và Jung Jin còn có một thói quen vô cùng kỳ quặc khác, chỉ cần xem video mà không bấm like thì lập tức sẽ đến chỗ họ để cầu xin, sau đó mời họ ăn một ổ bánh mì. Nếu ăn rồi mà vẫn không like là to chuyện. Bởi vì gần đây thường xuyên xảy ra những vụ án mất tích, nhưng kẻ tình nghi lại là một gã tài phiệt có tay có mặt trong xã hội, và khi điều tra liên tục gặp cản trở khiến cho việc điều tra trở nên rất khó khăn. Cho nên phía cảnh sát sau nhiều lần họp bàn, nuốt nước mắt để đưa ra quyết định khó khăn là để Jung Jin và một thanh niên có thành tích huy hoàng như anh, Jo Jo Min, cùng nhau lập thành một đội để điều tra vụ án hóc búa này. Nhưng hai người này đều là hai người vô cùng kỳ quặc. Họ tò mò hỏi sao sếp lại để cho họ phụ trách vụ án lần này. Sếp lúc này dùng giọng điệu nghiêm túc nói với họ rằng, như các cậu đã biết, thì toàn ngành cảnh sát Hàn Quốc, hai cậu là những tên dở duy nhất. Thế nhưng hai người đàn ông kỳ quặc này không thể nghĩ rằng, khi vừa mới bắt đầu điều tra thì đã vớ ngay được một mớ. Cô nghĩ rằng cô là con gái thì tôi sẽ thả cô đi sao? Không biết sao? Nói nhanh lên, giết tôi đi. Trời ơi, tức điên mất. Không biết sao? Trời ơi, cách tốt nhất để uy hiếp đàn bà đó là dùng súng chĩa vào cái túi của cô ta. Được đấy chứ? Nhìn thấy cái túi ưa thích của mình, cô gái lập tức nói hết mọi chuyện ra cho hai anh cảnh sát. Thì ra hai thanh niên này vừa mới rời khỏi chỗ của sếp khi nhận nhiệm vụ, đã đi tới hộp đêm của băng xã hội đen quản lý để nghe ngóng thông tin của gã tài phiệt Kang, nhưng lại bị chúng vây lại. Kết quả không cẩn thận lại lao vào đánh nhau với đám xã hội đen, rồi còn bị cảnh sát đặc nhiệm bắt lại. Điều này khiến cho sếp rất đau đầu. Hai tên ngốc này vừa mới nhận nhiệm vụ chưa được 3 tiếng, lại gây ra cái chuyện như vậy. Điều này khiến ông không khỏi than rằng, quả nhiên là hai thằng điên, đúng là danh bất hư truyền. Khôn còn cách nào, hai người đành phải thương lượng việc không dùng vũ lực để tìm manh mối. Thế nên mới tìm tới cô gái có quan hệ với Jo Min kia. Không được dùng vũ lực mà lấy được manh mối từ chỗ cô gái này. Biết tin, sau lưng tổ chức của Kang mỗi tháng đều tổ chức chiêu mộ tín đồ ở các trường đại học. Và để thuận lợi trà trộn vào đội ngũ học sinh, hai người đàn ông chẳng giống học sinh chút nào này, lại đang giả làm học sinh để đi tới nơi chiêu mộ. Nhưng kết quả, chúng tôi không nhận giáo sư, còn bị tưởng là giáo sư trong trường. May mà Jo Min phát huy tài năng khua môi múa mép của mình và đã được thông qua. Họ thành công trà trộn vào bên trong tổ chức giáo hội. Nhưng khi đang đi tìm manh mối và nghe thấy có tiếng người đến, lại vô tình trốn được vào đúng phòng của tay tài phiệt Kang. Nhìn thấy căn phòng sang trọng không người này, hai người bắt đầu lao vào tìm kiếm. Jang Min khua chân khua tay lại vô tình mở đúng vào cánh cửa căn phòng bí mật. Họ tìm thấy một cái vây ly ở bên trong. Thế nhưng khi hai người họ đang không biết mở làm sao, thì Kang lại đang ở đằng sau nhìn chằm chằm họ, mặt không một biểu cảm. Sau khi tự dưng nở một nụ cười độc ác ra, ông ta bèn quay đầu rời đi. Hai tên ngốc này nhanh chóng đuổi theo. Sau khi bị bắn súng điện ngất đi, họ bị nhốt ở trong nhà giam cá nhân do Kang tự xây dựng. Ông già xấu xa này đang dõng dạc phát biểu trước mặt những người tín đồ điên cuồng, sau đó thơm nhẹ vào trán của những cô gái tín đồ xinh đẹp. Thế nhưng khi cởi mũ của cô gái mập này ra, ông ta nhanh chóng kéo mũ của cô gái có ánh mắt đầy hy vọng đó xuống. Ông ta bên ngoài là một người quản lý của một tập đoàn lớn, một nhà từ thiện mà rất nhiều người biết tới. Tất cả mọi danh tiếng ấy đều có được từ mồm miệng dẻo ngoẹt ở trên sân khấu khi nói. Mặc dù năng lực mình có hạn, nhưng dựa vào tất cả khả năng mình có, dùng toàn lực để giúp đỡ những đứa trẻ đang bị đau ốm,
nhưng thực ra đằng sau lại là giáo chủ của một tổ chức giáo hội, và đem từng thùng tiền một đi đút lót quan chức địa phương, thậm chí còn đem những cơ quan của một vài tín đồ đi bán. Hai cảnh sát được phái đi điều tra Kang lại đang bị ông ta bắt và đưa vào trong nhà giam cá nhân ông ta xây dựng. Hai người còn bị ép chiến đấu với nhau, ai thua sẽ phải có một đêm mặn nồng khó quên với bà phu nhân gầy ốm này. Thế nhưng hai người chỉ giả vờ đang đánh nhau thôi. Nhìn thấy đám tín đồ bên cạnh điên cuồng cổ vũ, họ nhân cơ hội đó để thoát khỏi trại giam của Kang, rồi còn cứu được một cô gái cũng đang bị nhốt ở đó. Nhưng không thể ngờ được rằng Kang đã cấu kết với cảnh sát bắt họ với tội danh hút chích ma túy. Thậm chí rất nhiều báo chí còn tới đưa tin về chuyện này. Điều này khiến sếp cũng không thể bảo lãnh cho họ và đành phải bất lực rời đi. Nhưng hai người này vẫn nung nấu hy vọng bắt Kang. Khi đang ở trên xe đưa về trại giam, họ đã chớp cơ hội tấn công cảnh sát. Khi chuẩn bị bỏ chạy thì lại bị một nữ cảnh sát cũng đang điều tra về Kang chĩa thẳng súng vào đầu. Thế nhưng nữ cảnh sát này không hề muốn bắt họ lại, mà hy vọng hai người có thể giúp cô bắt tay tài phiệt Kang và nói cho họ việc những kẻ thân cận với Kang ra đầu thú sẵn sàng đứng ra làm chứng. Rồi giờ chỉ cần bắt được Kang thôi, mọi việc còn lại để cô ta lo. Trong khi đó, Kang đang ở trong xào huyện của mình. Hắn đặt những cô gái vào trong tủ kính, bắt đầu kế hoạch buôn người của hắn. Và hai người cảnh sát cũng đã xuất hiện ở đây. Sau khi đánh gục tất cả đàn em của hắn, họ cuối cùng đã bắt được tay tài phiệt độc ác kia. Và những quan chức câu kết với hắn lúc này cũng đã bị phanh phui. Bộ phim này tên Bộ đôi siêu hạng, là một bộ phim khá hài hước. Nếu có thời gian, các bạn nên xem toàn bộ bộ phim nhé. Tôi là Khá Rảnh, xin chào và hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.